Khu đô thị Thanh Hà của đại gia điếu cày Lê Thanh Thản được tiếp tục xây dựng. Thành phố Hà Nội vừa đồng ý về chủ trương tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư gồm khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B và khu đô thị Mỹ Hưng để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đồng ý về chủ trương việc tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B, khu đô thị Mỹ Hưng để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh quy hoạch và hoàn thành các nội dung xử lý vi phạm về trật tự xây dựng tại khu đô thị Thanh Hà làm cơ sở xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định. Đây là dự án đối ứng của dự án đầu tư xây dựng đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ theo hình thức bảo trì. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị công ty cổ phần phát triển địa ốc CIENCO năm liên hệ với Sở Quy hoạch Kiến trúc để được hướng dẫn thực hiện lập trình thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu đô thị nêu trên theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng khẩn trương giả soát về việc vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại khu đô thị Thanh Hà A. Thanh Hà B theo chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố tại thông báo số 190 ngày mùng 3 tháng 5 năm 2024 và của Ủy ban nhân dân thành phố tại các thông báo số 279 ngày 13 tháng 6 năm 2023. Số 502 ngày 31 tháng 10 năm 2023 tham mưu đề xuất về việc triển khai thực hiện các hạng mục, công trình trong khu đô thị đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao các sở, kế hoạch và đầu tư, xây dựng, quy hoạch kiến trúc, tài nguyên và môi trường và các sở. Ngành, thành phố có liên quan hướng dẫn công ty cổ phần phát triển địa ốc Cienco năm triển khai các bước tiếp theo theo quy định. Theo thiết kế, khu đô thị Thanh Hà có hàng nghìn căn biệt thự, nhà liền kề, shop house và hàng vạn hộ dân sống trong các căn hộ chung cư cao tầng. Đây là khu đô thị đẹp, thân thiện môi trường với diện tích lớn dành cho cây xanh, hồ nước và không gian công cộng, trở thành nơi đáng sống bậc nhất thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai. Thời gian qua, do một số vi phạm trong quy hoạch, trật tự xây dựng nên nhiều năm qua dự án bị đình trệ, nhiều hộ có nhu cầu xây dựng biệt thự nhưng không thể vì vướng thủ tục pháp lý. Từ đầu năm 2024 đến nay, với sự nỗ lực của chủ đầu tư, cũng như sự quan tâm vào cuộc của thành phố Hà Nội nên đã có hàng trăm căn hộ được xây dựng trở lại, đang gần hoàn thiện để bàn giao cho các chủ hộ. Tuy nhiên, hiện nay còn rất nhiều hộ chưa được xây dựng và đang phải chờ đợi các cơ quan chức năng điều chỉnh quy hoạch để cho phép triển khai. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, do nhà đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục về điều chỉnh chủ trương đầu tư và các thủ tục về điều chỉnh quy hoạch, thiết kế cơ sở mới được thẩm định một phần tại một số ô đất, thiết kế bản vẽ thi công nên chưa đủ điều kiện để tiếp tục triển khai xây dựng công trình.